Tất nhiên cột mốc 1.000 bàn thắng là mục tiêu rất khó, nhưng điều này mang lại động lực cho tôi. Bên cạnh đó, nó cũng phụ thuộc vào vấn đề thể lực và mọi thứ sẽ tiến từng bước nhỏ. Để cán mốc 1.000 bàn thắng, trước tiên bạn phải đạt được mốc 90 pha lập công, và tôi nghĩ mình có thể làm được. Vừa rồi là phát ngôn ngạo nghễ, đậm chất Cristiano Ronaldo sau khi thủ quân tuyển Bồ Đào Nha ghi cú đúp vào lưới của Slovakia rạng sáng thứ Bảy. Cột mốc 1.000 bàn thắng ở cấp độ chính thức là một siêu kỷ lục khổng lồ. Dù vậy, với một người sinh ra để phá vỡ giới hạn như huyền thoại người Bồ Đào Nha, những lời lẽ trên tương tự như một tối hậu thư tuyên chiến với thời gian, rằng CR7 vẫn ở đây để hướng đến những con số không tưởng. Những anti-fan của Ronaldo có thể nói mục tiêu được anh đặt ra là viển vông. Nhưng nếu khách quan nhìn vào phong độ ấn tượng hiện tại ở tuổi 38, CR7 chứ không phải ai khác là người gần nhất với con số 1.000 lần xé lưới trong sự nghiệp. Chỉ nói đơn giản, nếu tính cú đúp tại Estadio Dragao vừa qua, thì ngôi sao 38 tuổi hiện đã có 857 bàn thắng ở những trận đấu chính thức trong màu áo tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ. Thành tích kể trên đồng nghĩa với khoảng cách gần 150 lần phá lưới đối thủ của cựu sao Real Madrid trước cột mốc tròn trịa 1.000 bàn thắng. Đây có thể coi là con số làm chùn bước nhiều tiền đạo tầm trung, nhưng tất nhiên không hề đáng sợ với một cỗ máy dội bom như nhân tố sinh năm 85. Dễ để hình dung, CR7 đã ghi trung bình trên dưới 40 bàn mỗi mùa trong hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, và chúng ta có thể dựa vào thống kê này để tính toán về lộ trình sắp tới của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha. Theo đó, nếu vẫn giữ vững hiệu suất phá lưới đối thủ hiện tại, thì Ronaldo sẽ cần thêm 4 mùa giải nữa để chạm đến cột mốc 1.000 bàn thắng. Điều đó đi đến dự báo về việc Ronaldo sẽ hoàn thành mục tiêu ở đầu clip vào cuối năm 2017, và đây chính là một deadline cực kỳ rõ ràng dành cho nhà vô địch Euro 2016. Thậm chí nhiều fan mơ mộng còn có niềm tin về việc ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ hoàn thành mục tiêu sớm hơn dự kiến vì hai lý do dưới đây. Đầu tiên, cột mốc 40 bàn thắng mỗi mùa chỉ là con số tại thời điểm CR7 có phong độ bình thường. Còn nếu ở trạng thái sung sức, Ronaldo đã từng chạm tới thành tích trên 50 bàn hoặc thậm chí là nhiều hơn 60 pha lập công trong những năm đỉnh cao. Tuy nhiên, nếu điều này lặp lại thì thời gian 4 năm sẽ được rút ngắn, và Ronaldo nhiều khả năng sẽ chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trước cả những tính toán thông thường của giới chuyên môn. Bên cạnh đó, chủ công của Anas cũng đang hưởng lợi từ chính điều mà các anti-fan đem ra để chế giễu cầu thủ này. Theo đó, môi trường bóng đá Tây Á về cơ bản vẫn chưa thể bắt kịp châu Âu, và chất lượng phòng ngự của những đại diện Saudi Pro League tất nhiên cũng không cao bằng các ông lớn ở lục địa già. Không những vậy, CR7 và những người đồng đội cũng có cơ hội góp mặt tại Champions League châu Á cùng các giải đấu cúp khác ở khu vực Trung Đông. Nhìn chung, các đội bóng tại sân chơi kể trên phần lớn cũng sở hữu hàng phòng ngự kém tiếng tăm, và đó là cơ hội không thể tốt hơn dành cho đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Luận điểm này còn được củng cố thêm khi ta biết rằng hàng công của Anas hiện sở hữu một tiền đạo đẳng cấp khác là Sadio Mane, cũng như chân sút đang chơi khá tiến bộ là Anderson Talisca. Bộ đôi kể trên cùng nhiều chân truyền trong đội sẵn sàng làm mọi thứ để gia tăng thành tích cho CR7, và đây là điều mà chủ nhân năm của bóng vàng có thể tận dụng. Bên cạnh đó, tình hình của cựu sao Juventus ở tuyển Bồ Đào Nha cũng tương đối khả quan. Nguyên nhân là do huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn coi Ronaldo là trụ cột của Seleka châu Âu và đảm bảo suất đá chính cho nhân tố sinh năm 85. Thậm chí đội bóng Áo Bã Trầu hiện còn sở hữu nhiều chân kiến tạo xuất sắc của bóng đá thế giới, và điều này có thể giúp đội trưởng của đại diện châu Âu tăng nhanh số pha lập công. Bên cạnh đó, việc Bồ Đào Nha là khách quen của những sân chơi như là World Cup, Euro hay là National League cũng đảm bảo cho tiền đạo sinh năm 1985 có cơ hội góp mặt ở số trận đủ nhiều để tối đa khả năng điền tên mình lên bảng tỷ số. Không những vậy, việc Bồ Đào Nha rất có duyên với các đội tuyển nhược tiểu ở vòng loại Euro hay World Cup cũng sẽ tạo điều kiện để đội trưởng Seleka châu Âu có nhiều màn thị uy khả năng của những cú hat-trick hay là poker. Quả thật, những màn phân tích đầy lạc quan, và nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch thì có thể CR7 sẽ mất khoảng trên dưới 12 tháng để đi từ cột mốc 857 bàn thắng hiện tại để đến với con số 900 pha lập công trong sự nghiệp. Sau đó, nhà vô địch Euro 2016 sẽ cần hết sức tập trung trong tầm 3 năm tiếp theo nhằm theo đuổi mục tiêu tròn trịa 1.000 lần phá lưới đối thủ trước khi nghỉ hưu. Tuy vậy, dù những luận điểm trên đều có cơ sở đằng sau, nhưng ai cũng hiểu rằng kẻ thù lớn nhất lúc này của Ronaldo chính là thời gian. Theo đó, còn thi đấu ở tuổi 38 đã là một sự bền bỉ đáng kinh ngạc của cựu sao Manchester United, và người hâm mộ đã sẵn sàng cho ngày huyền thoại sinh năm 1985 giải nghệ. Thậm chí nếu xét một cách chi tiết hơn thì nhiều fan còn cho rằng thời điểm hợp lý nhất để đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha treo giày là vào năm 2025 khi hợp đồng với Anas kết thúc. Không những vậy, viễn cảnh CR7 thứ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế cũng là một chủ đề gây tranh cãi lớn. Nguyên nhân là do nhiều ý kiến nhận định rằng
Silicao châu Âu hiện tại không còn cần đội trưởng của mình trong hành trình trước mắt nữa. Thậm chí nhiều nhà chuyên môn còn khẳng định thẳng thừng, tuyên bố rằng các ngôi sao như Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay là João Félix sẽ dễ đá hơn nếu không có sự góp mặt của Ronaldo trên sân. Vì vậy chắc chắn vai trò của CR7 trong máu đội tuyển quốc gia sẽ bị xem xét lại sau Euro 2024, và đây có thể xem là yếu tố bản lề để quyết định khả năng tiền đạo này có thể đến với cột mốc 1.000 bàn thắng hay không. Nguyên nhân là do chức vô địch World Cup chính là vinh quang duy nhất mà Ronaldo còn thiếu trong sự nghiệp, và đây là thứ đang thôi thúc cựu sao MU tiếp tục chiến đấu. Thậm chí nhiều nguồn tin gần đây còn khẳng định tiền đạo người Bồ đã bắn tín hiệu với Anas về việc gia hạn thêm 2 mùa giải nữa để có thể chơi bóng cho đại diện Tây Á qua thời điểm tổ chức World Cup 2026. Tuy vậy, phản hồi từ Á quân Saudi Pro League vẫn chưa rõ ràng, và có thể đội bóng này cũng đang bỏ ngỏ khả năng chia tay CR7 nếu như cảm thấy chân sút 38 tuổi tụt phong độ. Tất nhiên, tất cả mới dừng lại ở mức giả thiết, và chỉ có duy nhất một điều chắc chắn, đó là sự quyết tâm của chính Ronaldo. Ai cũng hiểu trụ cột của Silicao châu Âu khát khao ghi dấu vào lịch sử làng túc cầu ra sao, và cột mốc 1.000 bàn thắng là thành tựu đủ lớn để tên tuổi CR7 không bị xóa nhòa. Nguyên nhân là do, dù con số tròn trịa kể trên đã từng bị vua bóng đá Pele chinh phục, nhưng đây lại là một sự kiện gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, rất nhiều pha lập công trong tổng số gần 1.300 lần phá lưới đối thủ của cố huyền thoại xứ Samba xuất hiện trong các cuộc đấu giao hữu và không được ghi lại bằng các phương tiện truyền thông. Do đó, với nhiều trang thống kê thì họ chỉ công nhận số pha lập công mà vua bóng đá từng lập rơi vào khoảng 767 lần. Điều tương tự cũng xảy ra với hai huyền thoại của làng túc cầu khác là Romario và Josep Bican, khi những cột mốc trên 1.000 bàn thắng và gần 1.500 pha lập công của họ cũng tương đối thiếu tin cậy và sẽ tụt rất sâu nếu như bỏ qua những trận cầu mang tính giao hữu. Nói chung lại, cột mốc 1.000 bàn chọc thủng lưới đối thủ trong các cuộc đấu chính thức vẫn là dấu ấn chưa ai theo nghiệp của đội áo số có thể vượt qua. Do vậy, Ronaldo với tư cách tiền đạo còn thi đấu ở gần con số kể trên nhất sẽ lĩnh ấn tiên phong để chinh phục cột mốc kỷ lục không tưởng của làng túc cầu. Thậm chí nhiều fan còn muốn tiếp tục thêm động lực cho CR7 bằng cách nhắc đến đại kình địch Lionel Messi của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha trong các phân tích. Theo đó, El Pulga gần như chắc chắn sẽ hơn cựu sao Real Madrid về số bóng vàng khi giải nghệ. Vì vậy, Ronaldo buộc phải sử dụng số pha lập công lấn lướt so với tiền đạo 36 tuổi để khẳng định vị thế của mình. Tất nhiên sẽ xuất hiện ý kiến phản biện rằng Messi cũng có thể tự nghĩ đến cột mốc 1.000 bàn thắng và thậm chí còn nắm lợi thế hơn khi trẻ hơn CR7 tầm 2 tuổi. Thế nhưng, ngôi sao người Argentina hiện đã mẫn cảm với chấn thương hơn rất nhiều và khó có thể duy trì được tần suất ra sân đều đặn trong những năm cuối sự nghiệp. Vì vậy, nhiều khả năng trụ cột của Inter Miami sẽ đứng trước cuộc đua 1.000 bàn thắng và để đối thủ lớn nhất của mình độc bước trên hành trình đó. Tuy vậy, thử thách mà Ronaldo gặp phải chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và cầu thủ này liệu có thành công hay không là vấn đề chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.